Đúng là nhà giàu có khác các bạn thấy không? Ta xài hàng xịn không nè, mình thích nhất là cái này nè các bạn. Đã rời vô cái mát tay dễ sợ. Mát tay quá. À, kiếm coi có cái gì trong này không đã. Cái này nguy hiểm nữa nè. Các bạn chuẩn bị cho Tony mở lên đó, 1 2 3 mở nha, đừng có giật mình nha các bạn ha. Đừng đừng có giật mình nha. 1 2 3 đừng có cái gì trong này nha. Hên quá không có cái gì hết. Nhìn 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 cái cán của cái cửa tủ lạnh thôi cũng thấy mê rồi các bạn. Đây, nhìn cái cán này nè, nó giống như cái cây gậy của Tề Thiên Đại Thánh đó các bạn đâu nè, đây nè. Đó, nó giống như cái cây gì của Tề Thiên Đại Thánh đó các bạn thấy không? Đó. Đây nè, nó quá đã luôn nè. Trời ơi. Cái gì trong này vậy? Đó, thấy chưa? Quá đã luôn. Ừ, đây. Phá nè, dùng phá nè. Đó, thấy chưa? Quá bự đâu. Quá đã luôn. Ừ. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony Lee Hixson nha. Thì trong cái video này tiếp tục cuộc hành trình săn lùng nhà, đi tìm nhà, chia sẻ lại với quý vị khán giả cũng như là các nam nữ anh hùng. Thì hôm nay Tony sẽ giả dạng là đại gia. Thật sự thì mình không phải là gia gia mà cũng không phải là tiểu gia, mình là zero gia. Nhưng mà mình đi vào một cái khu này, nhà các bạn nhìn thấy chưa, sau lưng Tony đó các bạn thấy là rất là đẹp. Tony đang đứng trong cái căn nhà này, chút xíu nữa mình sẽ bật mí cái giá bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi một vòng tham quan cái căn nhà các bạn ha. Hôm nay liều mạng giả dạng đại gia đi vào những khu nhà giàu coi nhà luôn. Đây à, các bạn thấy nhìn kỹ sau lưng tôi này cho đẹp quá đúng không? Đây đây là căn nhà mẫu nè các bạn ha. Giờ trước hết là tôi này sẽ chỉ cái video về cái camera về phía đó để cho các bạn nhìn ha. Bạn nhìn nè các bạn, đá các bạn. Thấy cái này không là thấy ăn tiền rồi nè. Tôi này thích nhất là cái này nè. Trời ơi đẹp quá. Các bạn ơi, các bạn nhìn cái sinh này các bạn. Bởi vì người ta nói tiền nào của đó các bạn thấy không? Nhà nó mắc tiền thì dĩ nhiên đồ đạc nó cũng phải dữ dằn hơn các bạn nhìn thấy không? Này cái sinh nó, trời ơi cái sinh này rửa được bao nhiêu con gà con vịt trong đây trời, nó bự quá. Rồi ơi cái rồi này các bạn nhìn qua cái bếp nè. Đó, thấy gì chưa, một buổi chiều nắng hạ. À, còn cái này là cái gì vậy? Tôi này cũng không biết cái này là cái gì nữa trời, chưa bao giờ thấy luôn. Rồi cái bếp thì mình thấy rồi nè, cái này nó có 6 cái bếp các bạn, 1 2 3 4 5 6. Còn cái này là cái gì vậy trời? Đó, bạn nhìn kỹ chưa? Lò nướng, lò gì dưới này là túi bụi hết nè. Trời ơi. Nhà mắc tiền nó xài hàng xịn không à. Đây nè. Rồi ha. Đây nè, các bạn nhìn kỹ ở trên đây nè. À, Tony bây giờ Tony phải tập tập clear cái camera cho chậm chậm để thôi các bạn đỡ chóng mặt, tại vì có nhiều bạn đấy. Anh Tony ơi, anh làm em á chóng mặt quá. Đó, các bạn nhìn nè. Trời ơi, quá đẹp. Có gì thì các bạn bỏ qua cho Tony nha. Tony chưa phải là một cái cameraman mà coi như chuyên nghiệp các bạn ha. Rồi cái này là cái gì nữa vậy trời? Gì nhà giàu sao nó có nhiều thứ quá vậy? Nhà mình nghèo mình không có gì hết đó. Bởi vì buộc ai à, cái này là cái microwave á hả? Má tôi ơi, chưa bao giờ thấy luôn, đẹp quá. Ây da, còn cái này cái gì nữa đây? À, cái này cái gì nữa đây? Lò nướng hả? Trời ơi, quá đã đây nè. Đã nhất là cái chỗ này nè các bạn. Ôi ơi, đẹp quá, ly rượu. Rượu, rượu. Rồi, ok. Xíu nữa mình đi vào trong sau. Đây, nhìn đi các bạn. Bên này nó có một không gian nè. Không gian này để cho các bạn vào đứng đây. Các bạn nhìn vào bên trong này. À, buồn buồn vô đây đứng nhìn chơi cho vui. Xa lánh coi như mọi người đó các bạn. Kiểu như mình thư giãn đó các bạn. Vô đây mình nhìn mấy cái đồ ăn, mấy cái lặt vặt linh tinh đó. Mình cũng đỡ buồn đúng không các bạn? Quá đã ha. Rồi, đây. Còn bên đây là cái chỗ giặt đồ này, các bạn thấy cái phòng giặt đồ nữa chưa? À, cái chỗ này là cái gara, nhưng mà giờ người ta đang làm cái văn phòng, tại vì đây là căn nhà mẫu, cho nên thường thường là căn nhà mẫu thì các bạn biết là người ta thường thường lấy cái gara để người ta làm văn phòng nữa các bạn, để khi nào người ta bán hết tất cả các nhà trong này rồi sau đó người ta mới bán cái căn nhà mẫu, là đại khái là như vậy đó. Đó. À, đây đây là cái chỗ mà các bạn giặt đồ, nó có luôn cái sink rửa tay trong này nữa nè, dễ sợ chưa. Rồi, có luôn bên này nữa nè. Trời ơi quá trời. Rồi giờ mình đi ra ngoài này, mình tham quan mấy cái phòng ngủ coi. Nội thấy cái bếp không là thấy mê rồi đó. Rồi các bạn thấy các bạn ăn bển không? Quá đẹp ha ha ha. Phía sân sau kìa. Chút xíu mình ra cái patio ở ngoài sau nè. Còn đây là cái chỗ phòng khách nè. Nó có lò sưởi rồi nè. Các bạn thấy Tony bên trong đó không? Hello hello. Đây phòng khách này các bạn thấy đã dễ sợ ha. Làm kiểu đẹp quá. Chút xíu nữa Tony sẽ bật mí cho các bạn nghe cái giá nhà này ha. Đây tivi để bên đó, này lò sưởi. À, bên đây là cái bức tranh cũng đẹp quá. À, còn bên đây là cái ngoài này,
ngoài không gian cái patio này các bạn thấy chưa, buồn buồn mà bị vợ la đó, bị vợ rầy á, mình ra ngoài mình ngồi một mình đó các bạn, bị phạt á. Ra ngoài ngồi một mình cách nhau chỉ một miếng kiếm thôi, nhìn nhau mà chồng nó hồng đó các bạn ha. Bà xã bà giận mình, bà la mình, bà ngồi trong này không, trong này nè, mình bị la, mình ra ngoài kia mình ngồi, hai người nhìn nhau cách nhau một cái miếng kiến chào máu họng đó các bạn thấy không. Đó, đây đây là cái patio đẹp quá ha, patio này ngồi như nguyên đám nam nữ anh hùng của chúng ta đó, mà ngồi đây á mà đàm đạo nhậu nhẹt làm video là hết sảy các bạn ha, quá đã ha. Ở cái nhà bên kia là người ta đang xây nữa bạn, trong này nó cũng còn rất là nhiều nhà đang xây các bạn ha. Bạn nào mà có nhu cầu thì cứ vào để mua, bạn nào là đại gia đó thì vào trong khu này mua. Còn Tony chỉ giả đại gia đi vào đây review lại cho các bạn xem chơi cho vui thôi nhé, chứ Tony không có tiền đâu mà mua ở trong này các bạn ơi các bạn à. Trừ ra Tony trúng số giống như cái chú quan võ ở bên California đó, cái chú tài xế mà làm nghề xe vận tải á, mua vé số $2 trúng được 1 triệu đó các bạn. Đó các bạn thấy cái cửa không, cái cửa ra vào đó quá đã ha, cửa đôi các bạn ha, nhà bự thì dĩ nhiên người ta làm cái cửa nó bự hơn đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi khám phá cái phòng master trước đi các bạn. Rồi đây đây là cái phòng master này các bạn thấy không này, cái cửa đóng lại nè, bự quá, cái trần nhà này cao chót vót luôn các bạn. Đây bắt đầu đi vào cái phòng master nha. Đây rồi, khi mà các bạn đi vào đây thì các bạn sẽ thấy nguyên một cái không gian gì, trời đất ơi má tôi ơi, coi kìa cái gì đây. Ok, đây là cái chỗ mà các bạn đứng rửa mặt rửa mày ha. Còn đây là cái bồn tắm ha, cái bồn tắm của nhà giàu cũng khác của nhà nghèo nữa các bạn thấy không, cái bồn tắm của nhà giàu thấy dễ sợ ha, quá kinh khủng. Trời ơi nó cận cái đá gì mà đẹp dữ vậy trời. Đây nè các bạn nhìn thấy cận đá gì chưa, đây nè đó, đây là cái bồn tắm ha, bồn nằm ha. Rồi kế bên cái bồn nằm thì bắt đầu có cái bồn đứng. Bồn đứng này nó bự gần bằng cái phòng ngủ nhà của tôi này luôn, nó bự dữ vậy. Có cái gì trong này mà nó bự dữ vậy. Đây đây là cái chỗ vòi sen xịt nước ra, chỗ này chỗ dặn. Đây cái sàn nữa nè các bạn, sàn nó thôi là cũng thấy đã rồi nè, cái sàn đứng để tắm nè. Rồi đó buồn buồn lem đó ngồi trốn vợ nè, đó buồn buồn lem đó ngồi trốn bà xã. Bà xã ba la quá chui chổng ngồi bà không tìm ra đó, thấy chưa, bà tìm ra được mới nhận nước luôn chứ ở đó. Rồi đây là bồn tắm đứng. Rồi xây qua bên đây các bạn có thêm một cái sinh nữa, thấy chưa, bên đây là một cái sinh, bên đó là một cái sinh. Rồi bắt đầu mình đi vào đây, vào đây là cái gì, vào đây là cái chỗ mà các bạn ấy ra. Ok, riêng tư nè ha, không dính dáng gì tới ai ha. Rồi bên này là cái gì, bên đây là cái closet. Rồi rồi đây, trời ơi cái phòng để quần áo này các bạn ơi, bao la bát ngát các bạn ơi. Đây một bên này là các bạn thấy không, quá trời rồi đúng không. Đây nè, bên này là quá trời rồi, không không có đủ đồ để rồi, vậy mà nó chơi luôn cả bên này nữa nè các bạn. Trời ơi cái phòng này mà gặp bên Cali á, người ta phá ra người ta cho xe phòng các bạn, người ta kiếm được $300-400 một tháng đó các bạn, chứ không phải dưỡng chơi đâu, chứ không phải như bên Texas mình mà để đây để quần áo giày dép chơi uổng phí đâu các bạn ha. Cái phòng này nè ở bên Cali á, gặp mà nhà người ta bên Cali đó, người ta phá cái cục này ra nè, người ta làm một cái phòng để người ta cho xe, mỗi tháng người ta kiếm $300-400 phải râu đó các bạn, chứ không phải giống như bên Texas này mà để y nguyên vậy treo quần áo giày dép uổng phí quá các bạn ha. Quá bự, cái ý tôi này nói là nó quá bự, dễ sợ thiệt. Trời ơi đúng là nhà giàu có khác. Hôm nay mình giả đại gia mình đi vô đây mình mới mở được cái tầm mắt đó các bạn. Rồi đây nè, bởi vì thành ra tôi này phải lột kiến đen ra đặng nhìn cho nó kỹ. Rồi bắt đầu mình đi vô phòng ngủ các bạn ha, nãy giờ mới khám phá có cái red room thôi đó. Đây cái phòng ngủ cái đây bự bao la bát ngát nè, cái phòng này là phòng master này các bạn. Cái nhà này nó có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, dễ sợ chưa. Đây không gian nó đây quá đẹp, quá đẹp các bạn ha. Hôm nay là tôi này ráng chậm dữ lắm rồi các bạn, tôi này clear tôi kiểu như tôi này cầm cái camera, cầm cái điện thoại coi như là rất là chậm rãi rồi đó, chậm hơn mỗi ngày đó, cho các bạn nhìn kỹ nè. Đây nó đẹp ha. Rồi đây nè, khi mà các bạn nằm ngủ ha, các bạn nhìn ra bên ngoài đây, bên ngoài sân sau của các bạn đây. Không, trời trong xanh gió mát nắng ấm chan hòa, quá đã, dễ sợ thiệt đó. Quá cho nhà người ta đặng build rồi các bạn, nhà khủng khủng không ơi, cực kỳ khủng luôn. Rồi thế là mình kết thúc cái chuyện master đúng không,
giờ mình qua cái phòng nó gọi là study room này các bạn. Nội cái phòng làm việc không là cũng thấy mê man rồi đó. Từ cái cửa ngay đó, các bạn đi vào, các bạn sẽ đi gặp ngay cái phòng nó gọi là phòng làm việc. À, các bạn muốn làm việc cũng được, các bạn muốn làm cái gì cũng được. Dễ sợ ha, đẹp ha. Trang trí đẹp quá. Nó làm đèn thôi là cũng thấy mê ly gì nè, thấy chưa? À, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Quá đã. Rồi. Qua mình qua bên đây coi, khám phá tiếp coi. À, cái cửa ra vào là cũng thấy mê man rồi các bạn thấy không? Bự chảng chà bá lửa, hai cửa nè, và xe của tôi này đậu ngoài. Bên đây ha. Bạn đi vô đây. Rồi mình đi qua đây. Quẹo vô đây là một cái phòng ngủ. Đó, thấy chưa? Đẹp quá. Trời ơi. Biết bao giờ trúng số đi thì mình mới có tiền mua cái nhà giống như vậy các bạn ơi, các bạn ha. Ước mơ vẫn là ước mơ, nhưng mà ước mơ thì nó không tốn tiền và không đóng thế, cho nên mình được quyền mơ các bạn ha. Mơ xong nhưng mà đừng có mờ thôi các bạn. Đây. Đây là cái builder, cái tên của builder đó các bạn. Đó, tên của builder đó các bạn thấy không đó. Đó. Tên của builder. Đó, bên kia người ta chuẩn bị xây nhà nữa đó. Bạn đang bên kia người ta đang chuẩn bị xây nhà đó. Ồ, bán rồi luôn rồi, cái mảnh đất đó bán rồi được kìa. Bây giờ người ta chỉ xây thôi đó, đó các bạn. Show rồi đó, thấy chưa? Đó. Rồi, đây bây giờ mình tiếp tục cái cuộc hành trình này nha. Đây. Đây là một cái phòng ngủ nữa nè các bạn, nhìn nè. Đã quá, vô khám phá cái red room đây. Làm nó mấy bức tranh đẹp quá. Đây. À, đây là cái closet của cái phòng ngủ này cũng bự lắm chứ bộ, đâu phải những chơi. Quá bự luôn. Còn cái red room này cũng đẹp lắm, bự lắm nè, full luôn đó bạn ha. À, vừa tắm được luôn, đầy đủ hết. À, đúng là xài hàng xịn không nè. Thấy chưa? Xài hàng xịn không à. Coi coi có cái gì trong này không vậy? Đừng có làm mình bất ngờ nha. Mở lên luôn các bạn, 1 2 3 mở nha. Chuẩn bị nha, 1 2 3 mở nha, nha. Rồi, nãy giờ là mình khám phá hai cái phòng ngủ đúng không các bạn? Đó, rồi đây là cái không gian nhà khách. Rồi nhà bếp bên kia, trời ơi tôi này thích nhà bếp quá, tôi này không muốn đi ra khỏi cái khu vực nhà bếp các bạn ơi. Còn hai ba cái phòng ngủ bên đó, rồi còn cái phòng movie theater ở trong đó đó các bạn. Nó tóm lại là nhà này nó bự lắm các bạn ơi. Rồi thì tôi này mới vừa nói chuyện với cô Linda, là cô mà đại diện cho cái công ty này bán nhà ở đây đó các bạn. Thì cô ấy nói là lên chai nước uống một cái, khát nước quá. Thì cô Linda nói là 670.000 căn nhà này. Linda, you say this house is $670,000. Sorry, Linda. Yes, I'm sorry. What now? $670,000 for this house, right? Yes, that's the starting price. Okay. Yes. How many house like did you have left in this area? How many have you have left? How many houses do I have left? Yeah. I don't have any right now. Oh, none? Zero? I have one like this that's under construction and it's listed at $704,000. Oh, 704. Oh, okay, I see. Thank you, Linda. You're okay. Welcome. Yeah. À, bây giờ á, trong cái khu vực này nhà giống như thế này chỉ còn có một căn là, nhưng mà nó là 704.000 các bạn nha. À, cái nhà mẫu này thì 670.000. Đây, mình tiếp tục thêm một cái phòng ngủ đó nè các bạn. À, phòng ngủ nào cũng đẹp hết các bạn ơi. Đây, phòng này chắc người ta trang trí theo kiểu cho gơ đó các bạn ha. Bông hồng được không ha, đẹp ha. Giống như những cái áo mà tôi này hay mặc á. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà cũng rất là bự các bạn ha. Rồi, bên này là cái closet. Rồi, bước chân ra ngoài này thì có nguyên một cái red room. Đầy đủ, cái gì cũng có. Chỗ rửa mặt, chỗ đứng tắm. Hên quá, bên trong đó nó cũng không có cái gì. Hoàn toàn nó sạch sẽ, không có gì hết để cho mình nhìn. Đỡ quá, nguy hiểm lắm. Vì khi bắt được cục vàng. Rồi, đây. Này thì nó có cái phòng, nó gọi là phòng để cho gia đình giải trí. Các bạn có thể đánh pizza, hay là các bạn có thể ngồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nói chuyện với nhau cho vui các bạn không? Cái quạt máy không cũng nhìn cũng thấy độc và lạ nữa. Rồi đây nè, nó có để nguyên cái đồng hồ giả giả này các bạn. Đó. Rồi trong đây có thêm một cái phòng ngủ. Đấy. Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm phòng ngủ. Đấy.
lại thêm một phòng ngủ nữa, bự đẹp. À, quá đã. Đây, cái phòng ngủ này thì bên trong nó có restroom luôn các bạn ha, đầy đủ. À, rờn cái mát tay nè, rờn mát tay. À, phòng tắm đứng luôn, bự quá, đã quá. Đẹp quá. Rồi, tiếp tục qua bên đây coi cái phòng gì. Tại nãy giờ mình đi mấy phòng ngủ rồi, 4 rồi đúng không các bạn? 4 phòng ngủ rồi đúng không? Còn đây là chỗ thuộc pizza. Còn đây là cái phòng nó gọi là movie room. Đây, bạn ngồi vào đây, nguyên gia đình hay là khách khứa gì đó. À, mời khách khứa vô đây ngồi, xem ca nhạc, xem YouTube của Tony Lee USA, Tony Lee Houston. Ngồi uống một vài chai bia. Cũng giống như nếu mà sau này Tony già, Tony mua cái nhà này thì các nam nữ anh hùng mời xuống đây gặp Tony á, thì Tony sẽ mời vào cái phòng này để mình cùng nhau ngồi xem YouTube của Tony rồi uống bia tâm sự các bạn ha. Quá đã đúng không? Rồi, một lần nữa, ở phía sau là giường. Quá đã luôn. Dễ sợ thiệt, đẹp quá. Thế là nhà nó có 4 phòng ngủ. Sau vài phút nhanh gọn lẹ, buổi trưa ngày thứ 6, Tony dẫn các bạn đi một vòng cái căn nhà của thuộc hàng đại gia, gia gia, tiểu gia, thương gia, để mà xem cho vui, xem cho biết các bạn nha. Còn tụi mình là zero gia, mình chỉ giả dạng để vào đây mà xem và quay video lại để chia sẻ với mọi người thôi các bạn ha. Rồi, chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ 6 an lành và mạnh khỏe. Cũng như nếu các bạn thấy cái video nó hay hay, nó vui vui, thì các bạn để lại một cái like, một cái bình luận, cũng như chia sẻ cái video và đăng ký ủng hộ kênh để Tony có động lực và tinh thần làm thêm nhiều cái video mới nữa để chia sẻ lại với các bạn ha. Bye bye.